chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Iran làm điều bất ngờ trước khi tấn công, Mỹ lắc đầu phủ nhận. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Iraq hôm 14 tháng 4 cho biết Iran đã thông báo vài ngày trước khi diễn ra cuộc tấn công vào Israel hôm 13 tháng 4 nhằm ngăn chặn thương vong hàng loạt và leo thang căng thẳng. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian hôm 14 tháng 4 cho hay Iran đã thông báo cho các nước láng giềng và đồng minh của Israel là Mỹ trước 72 giờ rằng họ sẽ tiến hành các cuộc tấn công, động thái có thể giúp ngăn chặn phần lớn cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng họ đã nói chuyện với Washington và Tehran trước vụ tấn công, đồng thời cho biết đã truyền tải thông điệp với tư cách là bên trung gian nhằm đảm bảo các phản ứng tương xứng. Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Iran cho biết phản ứng này sẽ là phản ứng đáp trả cuộc tấn công của Israel vào đại sứ quán của họ ở Damascus và sẽ không vượt quá điều này. Chúng tôi đã nhận thức được khả năng vụ tấn công diễn ra. Diễn biến này không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ nhận tuyên bố của ông Amir Abdollahian khi cho rằng Washington đã liên hệ với Iran thông qua bên trung gian Thụy Sĩ nhưng không nhận được thông báo trước 72 giờ. Theo hãng tin Reuters, quan chức này nói, điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Họ không đưa ra thông báo, cũng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc đây sẽ là mục tiêu, vì vậy hãy sơ tán. Quan chức này cho biết, Tehran chỉ gửi cho Mỹ thông điệp sau khi cuộc tấn công bắt đầu và mục đích là có sức tàn phá cao, đồng thời cho rằng Iran đưa ra thông báo để che đậy sự xấu hổ trước thất bại của cuộc tấn công. Tuy nhiên, các quan chức Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đều khẳng định Iran đưa ra cảnh báo sớm về vụ tấn công vào tuần trước. Hai nguồn tin của Iraq, bao gồm một cố vấn an ninh chính phủ và một quan chức an ninh cho biết Iran đã sử dụng các kênh ngoại giao để thông báo cho Baghdad về vụ tấn công ít nhất 3 ngày trước khi nó xảy ra. Thời điểm chính xác về cuộc tấn công không được tiết lộ vào thời điểm đó, nhưng việc thông báo vài giờ trước cuộc tấn công cho phép Baghdad đóng cửa không phận và tránh tai nạn chết người. Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo các nước G7 đã lên án cuộc tấn công của Iran và tuyên bố sẽ nỗ lực ngăn chặn sự leo thang không thể kiểm soát trong khu vực, ở Trung Đông. Trong cuộc họp trực tuyến hôm 14 tháng 4, các nhà lãnh đạo G7 kêu gọi Iran kiềm chế. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia cho rằng cơ quan này đã góp phần gây ra cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel bằng cách không hành động đối với vụ đánh bom bất hợp pháp đại sứ quán Iran trước đó. Ông Nebenzia kêu gọi các quan chức tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án rõ ràng và dứt khoát những bước đi liều lĩnh như vậy để đảm bảo chúng không tái diễn. Ông cảnh báo nếu không hành động thì nguy cơ lặp lại những hành động như vậy và sự leo thang chung trong khu vực sẽ tăng lên gấp bội. Cuộc tấn công quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel là một hành động leo thang chưa từng có tiền lệ, có thể tạo cơ sở để Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát động xung đột chống lại quốc gia này. Bước đi tiếp theo của nhà lãnh đạo Israel có thể sẽ phụ thuộc vào thiệt hại từ cuộc tấn công đêm 13 tháng 4, cũng như các mục tiêu mà giới lãnh đạo Iran nhắm đến. Câu hỏi quan trọng để đo lường phản ứng của Israel là bao nhiêu tên lửa và máy bay không người lái UAV đã bị đánh chặn trong đợt tấn công trên, theo báo Anh The Telegraph. Kịch bản thứ nhất, chỉ một lượng nhỏ tên lửa hoặc UAV vượt qua hệ thống phòng không Israel và đánh trúng một vài mục tiêu quân sự. Triển khai UAV từ lãnh thổ của mình để tấn công Israel là một hành động leo thang nghiêm trọng. Tuy nhiên, nước đi này vẫn cho phép Israel và đồng minh có đủ thời gian để phản ứng. Đây có thể là mục tiêu của Iran, một bước đi quân sự táo bạo nhằm trả đũa vụ tấn công trước đó, nhưng không ẩn chứa rủi ro, gây ra một cuộc chiến toàn diện với Israel. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu có thể đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào các tòa nhà chính phủ hoặc cơ sở quân sự của Iran. Nhà lãnh đạo Israel cũng có thể ra lệnh không kích trụ sở vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, hoặc các cơ sở của lực lượng này trên khắp Iran. Ở giai đoạn hiện tại, Israel và Iran có thể ngừng hành động thù địch bởi cả hai nhiều khả năng cảm thấy rằng họ đã thể hiện được lập trường của mình. Kịch bản thứ hai, trận mưa tên lửa và UAV của Iran khiến hệ thống phòng không Israel choáng ngợp, gây thương vong lớn ở những thành phố như Tel Aviv. Ở kịch bản đáng sợ hơn rất nhiều này, Thủ tướng Netanyahu dường như không có nhiều lựa chọn ngoài đáp trả mạnh tay hơn. Kịch bản ác mộng, Iran và Israel xung đột toàn diện
kéo theo những quốc gia như Mỹ và Anh vào vòng xoáy giao tranh, dẫn đến tổn thất khổng lồ về nhân mạng ở hai phe. Một yếu tố quan trọng trong xung đột Iran-Israel là chương trình hạt nhân của Iran. Khủng hoảng lần này có thể là cơ hội để Israel phá hủy toàn bộ chương trình hạt nhân của đối phương một lần và mãi mãi. Có nhiều lý do để tin rằng Iran không thực sự muốn một cuộc chiến với Israel. Giới chuyên gia khẳng định Iran ở thời điểm hiện tại chưa sẵn sàng về mặt quân sự để bước vào một cuộc chiến như vậy, nhất là khi quốc gia này đang vật lộn với lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng đây là lần đầu tiên Tehran nhắm mục tiêu Israel trong một cuộc tấn công được phát động từ lãnh thổ Iran và có sự tham gia của tên lửa, không chỉ mỗi UAV. Nói cách khác, đây là một cuộc tấn công bất thường, không giống với những đợt trước đó khi Iran bí mật công kích Israel hoặc dựa vào lực lượng ủy nhiệm trong khu vực để giúp họ đạt được mục tiêu. Điều này đồng nghĩa Israel và phương Tây đang bước vào giai đoạn chưa được biết đến và cực kỳ nguy hiểm. Đến thời điểm hiện tại, thiệt hại từ cuộc tấn công hôm 13 tháng 4 là tương đối nhỏ, được ghi nhận tại một căn cứ không quân ở phía nam của Israel. Vụ tấn công khiến một vài người bị thương và chưa có trường hợp tử vong nào được xác nhận, đài Al Jazeera cho biết. Theo giới chuyên gia, điều này cho thấy cuộc tấn công được Iran lên kế hoạch và triển khai một cách cẩn trọng nhằm giúp họ gửi thông điệp, nhưng vẫn đảm bảo tình hình không vượt tầm kiểm soát. Phép thử dành cho Israel là liệu họ sẽ đáp trả như thế nào, liệu hành động trả đũa của họ có được triển khai một cách cẩn trọng, liệu Mỹ có gây sức ép để buộc Israel và Iran xuống thang căng thẳng. Vụ tấn công của Iran, bước đi mới của quân đội Israel. Quân đội Israel đã đệ trình các phương án phản ứng lên chính phủ sau cuộc tấn công tên lửa của Iran. Các quan chức quân sự Israel đã đưa ra một loạt lựa chọn để đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran hôm 13 tháng 4. Thông tin trên do người phát ngôn của Liên đoàn Quốc phòng Israel IDF Peter Lerner đưa ra tại Tel Aviv vào sáng sớm 15 tháng 4. Theo ông Lerner, phản ứng của IDF có thể là tấn công hoặc không tấn công, đồng thời lưu ý rằng có rất nhiều kịch bản khác nhau giữa hai khả năng đó. Ông Lerner cho biết, chính phủ Israel sẽ quyết định các bước tiếp theo sớm nhất là vào ngày 15 tháng 4 hoặc trong những ngày tới. Khi được hỏi về việc cuộc tấn công tên lửa của Iran được cho là đã bị Tel Aviv ngăn chặn với thiệt hại tối thiểu, ông Lerner nói, dù đánh chặn thành công nhưng chúng ta không nên đánh giá thấp những gì Iran đã làm. Trong khi đó, các quan chức quốc phòng và an ninh Mỹ tuyên bố nước này sẽ không tham gia vào bất kỳ phản ứng chống lại Iran nào của Israel. Đài ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao Washington. Chúng tôi tin rằng Israel có quyền tự do hành động để tự vệ ở Syria hoặc nơi khác. Đó là chính sách lâu đời và vẫn tồn tại. Nhưng chúng tôi sẽ không tưởng tượng được việc mình sẽ tham gia vào một động thái như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào chiều 14 tháng 4. Một quan chức Mỹ cho biết ông Austin nói với người đồng cấp Gallant rằng mặc dù Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ Israel, nhưng Washington không dự định tham gia vào các hoạt động tấn công chống lại Iran. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 14 tháng 4 cũng nói rõ rằng bất kỳ phản ứng nào đối với cuộc tấn công của Iran đều tùy thuộc vào lực lượng Israel. Tuy nhiên, ông Kirby nhấn mạnh, Tổng thống Joe Biden không muốn tình hình leo thang hoặc khiến Mỹ bị lôi kéo sâu hơn vào bất kỳ cuộc xung đột nào. Ông Kirby nói thêm, thiệt hại là cực kỳ nhẹ và hệ thống phòng thủ được triển khai đã chứng tỏ Israel có thể tự vệ. Tờ Times of Israel hôm 14 tháng 4 đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn để thảo luận về cuộc tấn công của Iran cuối tuần trước. Cuộc họp được triệu tập sau khi Israel yêu cầu Hội đồng Bảo an lên án cuộc tấn công của Iran. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres mở đầu phiên họp với cảnh báo rằng Trung Đông đang trên bờ vực. Ông nói, người dân trong khu vực đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện, tàn khốc. Bây giờ là lúc để xoa dịu, xuống thang và kiềm chế tối đa. Đã đến lúc phải lùi khỏi bờ vực. Trong một diễn biến liên quan, ngay sau khi tiến hành cuộc không kích lớn vào Israel, Iran đã công bố một bức tranh tường mới tại quảng trường Palestine ở thủ đô Tehran. Theo đài Sputnik, bức tranh tường ở thủ đô Iran có thông điệp viết bằng tiếng Do Thái. Cái tát tiếp theo sẽ mạnh hơn, sai lầm tiếp theo sẽ là sự kết thúc của các người. Song song đó, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết xung đột nảy sinh từ cuộc tấn công của Israel vào đại sứ quán của họ ở Syria và có thể được coi là đã kết thúc nếu Israel không phản ứng. Thông điệp này cũng nhắc lại cảnh báo đến Mỹ rằng không nên can dự vào cuộc xung đột.
Trước đó, vào khuya ngày 13 tháng 4 đến rạng sáng 14 tháng 4 giờ địa phương, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn nhằm vào Israel với sự hỗ trợ của lực lượng Hezbollah ở Lebanon và lực lượng Houthi ở Yemen. Hezbollah cho biết họ đã tấn công các tổ hợp phòng không của Israel ở cao nguyên Golan bằng tên lửa. Israel đã tấn công các cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Lebanon để đáp trả. Còn lực lượng Houthi ở Yemen đã hỗ trợ Iran bằng cách phóng hàng chục máy bay không người lái tới thành phố cảng Eilat phía nam Israel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!